123 nè. 123 là ấp ấp bạc xuống cũng gì mà còn làm gì thôi. Nhí nữa nha. Rồi, nha. Chuẩn bị nha. Dạ. Dạ kì. 1 2 em ai đó chuẩn bị nha. Rồi. 1 Hôm nay Tuyên chơi nín thở lâu với các người cá. Như đã nói, muốn thắng trò này mấy em phải thở nước thật tốt theo phương pháp mà Tuyên đã hướng dẫn ở các video trước. Và bây giờ để kiểm tra các bạn người cá đã luyện tập đến đâu nên sẽ thi thử với các bạn. Và do thầy người nhái Nguyễn Văn Lộc siêu sao dạy lặn cho đặc công Việt Nam làm giám khảo. Nếu muốn nín thở 1 phút, bạn phải thở nước tốt thì mới làm được. Và nín thở được 1 phút thì bạn mới được học cấp bằng người cá quốc tế level 2. Những bạn nín thở 2 phút thì được học cấp bằng quốc tế level 3, còn 3 phút thì học cấp bằng quốc tế level 4. Nín thở trên 4 phút mới được học bằng 5, 6, 7 và trở thành thầy người cá thế giới, công nhận giống Tion. Tất cả phương pháp dạy bơi người cá của Tion cố gắng chia sẻ cho các bạn, nó không chỉ là bí quyết bơi lội bình thường mà nó là phương pháp để giải thoát khỏi khổ đau. Những bạn mà nín thở được 3 phút thì Tion sẽ hướng dẫn phương pháp nhập định để có thể nín thở lâu hơn, vượt qua 3 phút. Lúc đó, nước sẽ tràn vào xoang mũi của các bạn và đi vào miệng thoát ra. Và lúc đó, phổi của bạn sẽ lọc được một lượng nhỏ khí oxy, giúp bạn gia tăng khả năng nín thở lâu hơn dưới nước. Trở thành đệ tử của Tion đi, rồi các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Ok. Thank you.